Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Hoàng. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thông tin mẹ chồng của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi qua đời. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đau đớn đăng cáo phó. Vi Oanh, Bằng Kiều, Giáng My và cả showbiz Việt xót xa chia buồn. Sáng hôm nay ngày 5 tháng 12, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đau đớn báo tin mẹ chồng qua đời. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào đăng tải cáo phó xúc động viết: "Mẹ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, chúng con yêu mẹ lắm." Thông tin này đã khiến không ít người xót xa. Liên tục trong một thời gian ngắn, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã mất đến hai người mẹ. Khi hồi đầu tháng 10, mẹ ruột của nghệ sĩ cũng vừa qua đời. Được biết, mẹ chồng của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi hưởng thọ 85 tuổi, tang lễ sẽ được diễn ra tại quê nhà Long An. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, gia đình sẽ không nhận bất cứ khoản tiền phúng điếu nào. Dưới bài đăng của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời an ủi động viên sâu sắc. Cả hai người mẹ của nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đều mất giữa lúc dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, gia đình chỉ tổ chức tang lễ trong quy mô nhỏ. Nỗi đau liên tiếp đã xảy ra, người hâm mộ hy vọng cô sẽ giữ được tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng ta cùng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị.